Bình xăng nhựa thì gắn túi bình xăng như thế nào? Hello anh em, lại là MT03. Hôm nay MT03 sẽ lên cái túi tăng lốc bình xăng nha. Đây, ok. Đầu tiên thì mình sẽ tháo bao ngóc này ra. Xe nóng. Mới chạy mà. Mình nhớ là sẽ có ba con chêm nha. Mình sẽ có ba con chêm vào đây. Rồi sau đó là tới tấm này. Đây ha. Chỉ lấy cái vỏ sắt ra thôi. Ok anh. Rồi sau khi gắn xong thì mình test ha, mở đổ xăng như thế nào. Ok nha. Rồi ok, gắn xong mình sẽ lắp túi lên. Đây, ưu điểm của túi tăng lốc là mình tháo lắp khá dễ dàng nha. Mình chỉ cần đặt vào như thế này là xong. Mỗi túi này có dung tích là 20 lít nha. Khá là rộng rãi. Đây mình phần túi nó sẽ có một cái phần mở rộng ha, để nâng cái dung tích của cái túi lên. Đây ok, cảm ơn mọi người.